Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái thẻ layout trong Microsoft Word ha. Thì trong cái thẻ layout này nó sẽ giúp cho mình những cái công việc quan trọng là mình có thể chỉnh cái bố cục của trang của tài liệu của mình á. Thì bố cục nó sẽ là cái kích thước của cái khổ giấy. Thì mình cứ tưởng tượng là trong cái tài liệu Word của mình á, một một trang như thế này á, nó tương ứng với một cái khổ giấy này. Và đa phần thường là người ta sẽ mặc định mình là cái khổ giấy dạng letter hoặc là A4. Letter là cái khổ giấy, nó là khổ giấy giống như dạng để viết thư á. Thì những cái đó mình sẽ cấu hình mình chọn ở đâu, đó là những câu hỏi mình sẽ đặt ra. Rồi thì tất cả những cái vấn đề đó là kích thước trang giấy ha. Rồi ngoài ra còn có cái kích thước về lề, ví dụ như mình có thắc mắc là ồ tại sao lề bên trái của mình nó chỉ cho phép được vô đây thôi đó. Bạn thấy là chúng ta chỉ có thể nhập ký tự văn bản bắt đầu từ chỗ này, chúng ta có thể kéo dài ra đây được không, rồi bên phải có thể kéo thêm được hay không đó. Thì các bạn thấy cái lề này, ngay chỗ màu đen này nè, thì có nghĩa là chỗ này chúng ta không có được gõ văn bản vào đây ha. Thì này lề trái nè, lề phải nè, đây là top ha. Top là cái phần đầu. Thì phần này đa phần là chúng ta dành cho phần header ha, phần tiêu đề trên của trang giấy. Rồi ở đây là phần bottom, bottom có nghĩa là cái phần dưới chân chân của trang giấy ha, đây là chân trang ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu trước về cái cách để chúng ta chỉnh sửa cái kích thước của trang giấy trước. Thì này chúng ta sẽ để ý đến cái group là page setup ha, page setup. Rồi chúng ta thấy cái chữ size đúng không? Đây là kích thước trang giấy, thì chúng ta chỉ cần click vào. Thì như mình mọi người thấy nè, nó mặc định nó chọn mình là khổ letter. Thì cái khổ letter này nó ghi rất là rõ là 8.5 inch, có nghĩa là 8.5 inch chiều rộng và 11 inch chiều chiều dài. Ngoài ngoài cái khổ này nó còn những khổ khác như legal, rồi executive, A5 nè, B5 nè, A4 đó. Thì ở đây chúng ta có thể chọn kiểu A4. Thì nó sẽ thực ra cái khổ giấy nó sẽ tinh chỉnh lại sao đúng với lại cái khổ giấy A4 của mình đó. Tại vì thường thì chúng ta hay in cái khổ giấy A4 đúng không? Đó là cái mà chúng ta cần để ý ha. Thì ở đây thực tế nó đã chọn cho chúng ta những cái để sẵn cho chúng ta những cái mẫu ha, cái mẫu thường dùng nhất rồi. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta có thể chọn cái tinh chỉnh nhiều hơn thông qua cái more page paper size. Các bạn đi đến cuối luôn nha, tại ở đây nó cái kích thước màn hình quay của tôi nó cắt tới đây thôi, nên các bạn thấy các bạn kéo xuống cuối bạn sẽ thấy là more paper size. Rồi khi mình click vào á, mình sẽ thấy cái hộp thoại này, hộp thoại page up. Còn nếu không á, mình cứ bấm vào cái hộp thoại page up này cũng được ha. Rồi mình chọn cái thẻ là paper, thì ngay chỗ paper size này mình chọn cái loại như nãy giờ mình thấy. Nhưng mà ngoài ra mình có thể tinh chỉnh cấu hình thêm, thì cái này nó cần nâng cao hơn một chút ha. Chứ cũng không có gì là phức tạp cả. Rồi thì đó là cái phần mà kích thước khổ giấy đó, mình để ý như vậy. Tại vì Word thì mình nhiều khi mình có thể in khổ A5 chẳng hạn, như thế mình làm trên cái phần mình làm soạn thảo trên cái để in ra được khổ A5 thì phải chọn A5 chứ đâu thể chọn A4 đúng không. Rồi ok, tiếp theo á thì mình sẽ nói về cái hướng của trang. Thì bây giờ trang của mình đa phần là trang đứng đúng không? Ở đây mình sẽ cho một vài văn bản là để cho mọi người thấy đây là rồi. Cái trang này á thì mình muốn là đây là trang đứng nè, nó gọi là portrait. Còn cái trang này mình muốn là trang nằm trong cùng một tài liệu ha, cùng một file tài liệu, là cùng cái tài liệu gốc của mình đó, mà nó có cái trang đứng và trang nằm được không? Được luôn. Thì chúng ta muốn chọn trang này là trang nằm thì chúng ta đang ở trang này ha. Rồi chúng ta chọn ở đây orientation, thì các bạn thấy là chúng ta đang chọn portrait nghĩa là đứng, thì vậy chúng ta chuyển qua nằm. Rồi lúc mà chuyển qua nằm đó thì mọi người sẽ thấy đây nó khác ha, toàn bộ cái document của mình nó đang chuyển qua nằm này. Mình có thể thu nhỏ lại, zoom cái chỗ cái này nè, thanh thanh status bar nó có chỗ zoom, chúng ta sẽ thấy rồi.
Đó, cái chân nằm của chúng ta đây. Đó, mọi người thấy không? Còn nếu mà chúng ta chuyển qua chân đứng thì nó sẽ nằm đây. Đó là chân đứng, khác nhau ha. Và in nó cũng sẽ giống như vậy. Có nghĩa là trên màn hình cửa sổ của màn hình Word này nó thể hiện như thế nào thì chúng ta sẽ thấy giống như vậy. Hoặc là chúng ta có thể vào trong file print thì chúng ta nhìn rõ về cái việc mà trang in của chúng ta đang sao. Này trang thứ hai nè, đây là đứng rồi đúng không? Đó, đây là đứng. Được chưa? Rồi bây giờ nếu mà chúng ta muốn chuyển nằm nè. Đó, nằm đó thì đúng rồi nó sẽ mặt ngang ngang như thế này. Đấy. Mình thấy rõ chưa? Đây là in ha, in là dành cho trường hợp là mình có máy in bấm vào in luôn. Rồi. Bắt ra ngoài đó. Thì ở đây nãy mọi người có nhớ lần rồi. Tôi có nói là chỉ muốn để cái trang số 2 này nó nằm ngang thôi, còn trang số nhất nó nằm dọc. Thì là được không? Tại vì hiện tại là nó đang ứng dụng áp dụng cho toàn bộ tất cả các trang trong tài liệu này đúng không? Ok. Rồi. Thì mình để mình làm được cái đó đó thì trước hết mình cứ đưa vào trang đứng đi. Tại vì theo như các bạn thấy là có rất nhiều trường hợp là tự nhiên trong cái trang nguyên một cái sắp tài liệu báo cáo của mình á đa phần á dường như tất cả ha là trang đứng hết, nhưng mà có một vài trang nó nằm ngang. Nó lạc loại nằm ngang thì sao? Rồi ok. Thì để mà lại giải quyết trường hợp đó, đó thì các bạn làm thế này, cái này là dạng nâng cao ha. Nhưng mà không sao thì cái này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thì nó cũng đơn giản. Thì ở đây mình phải tạo ra một cái break, nghĩa là một cái ngắt, mà cái ngắt là ngắt session để chia khu vực ra cho nó không ha. Thật ra nguyên cái tất cả cái tài liệu này khi mà chúng ta tạo ra các trang này nó cùng một, gọi là cùng một session, cùng một khu vực. Bây giờ chúng ta muốn làm một cái gì nó khác thì chúng ta phải cho nó độc lập. Thì cho nó độc lập là tức là chúng ta đang tách cái session này, không cho nó có ảnh hưởng gì tới nhau cả ha. Thì đây là một trong những kiến thức nâng cao ấy. Nhưng mà tạm thời các bạn chỉ có nắm về cái ý nghĩa nó như vậy và biết cách thao tác thôi. Còn khi mà lên Word, Microsoft Word nâng cao thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái insert, sorry các bạn, vô trong phần đây cũng layout ha, nó có cái phần rack. Nhớ là chúng ta đang muốn rack cái trang này và cái trang này, hai trang này khác nhau thì chúng ta để con nháy đầu ngay cái trang luôn, đầu luôn ha, con nháy để đầu luôn. Rồi ngay chỗ rack nè thì chúng ta chọn rack mà rack session nha. Được chưa? Chúng ta coi coi. Ở đây á, là chúng ta không chọn cái này. Thì cái này nó sẽ là break một trang, là nó ngắt xuống như, nó ngắt trang bình thường thôi. Còn chúng ta chọn, chúng ta sẽ chọn là break session nha. Đây nè, continuous. Chúng ta chọn cái này cũng được, break session này cũng được. Ok. Đây ha, session này cũng được. Rồi chúng ta chọn cái này. Nếu mà chúng ta chọn cái đó nó sẽ nhảy trang các bạn nha. Chúng ta không muốn nhảy trang thì chúng ta cứ chọn là break continuous thôi. Đây. Rồi. Thì sau khi làm như vậy á, các bạn để cái trang mà các bạn muốn nó nằm ngang á thì các bạn để con nháy ngay cái trang đó. À, bất kỳ những chỗ nào. Rồi các bạn chọn size. À, xin lỗi, các bạn chọn orientation. Rồi các bạn chọn landscape. Rồi, lúc này các bạn thấy nè. Cái việc mà cái trang nó chỉnh nằm ngang nó chỉ áp dụng cho trang thứ hai. À, cái này các bạn biết thêm như vậy. Còn cái chuyện mà đi thi thì không có, chưa cái đi thi về cái tính cơ bản thì không. Cái này chúng ta đang bị dư trang. Tại vì nãy chúng ta break và chúng ta cho nó ngắt xuống dòng luôn. Đó. Thì để sửa cái này á thì các bạn phải xóa được cái break đó. Cái này cũng hướng dẫn cho các bạn luôn, này nằm trong Word nâng cao. Chúng ta vào trong home, chúng ta bật cái này lên, cái này là show hai cái nó gọi là những cái ký tự đặc biệt của Word để nó dùng nó đánh dấu văn bản đó. Thì đây chúng ta sẽ thấy nè, có những cái ký tự mà nó ngắt xuống dòng các bạn thấy không? Trên này nè, đó nó có break nè, break section mà nó phải ngắt xuống một cái trang riêng nữa. Thì chúng ta không cần cái này, chúng ta phải xóa này đi được. Thì để xóa chúng ta phải bật cái này chúng ta mới thấy, chúng ta xóa. Đó, vậy thì chúng ta xóa được chưa? Đó, thì nó
có nghĩa là nó ngắt, nó tạo ra một cái session riêng nhưng mà đừng có ngắt xuống dòng đấy thì được. Rồi sau khi mà chúng ta làm được cái việc đó xong rồi thì nó ẩn đi, để hiện bản 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 thân đó là tất cả các tài liệu văn bản này nó có những cái ký tự đặc biệt như vậy để Word nó đánh dấu và nó hiểu được cái chức năng. Ví dụ như mình phân chia một cái khu vực, hai cái trang tài liệu này nó nằm ở hai cái section khác nhau thì nó phải cần có cái break đó, nó phân biệt ha. Đó là cái cách mà chúng ta làm. Rồi như vậy là chúng ta đã làm được một cái việc là tạo ra được cái kích cỡ của khổ giấy ha, chúng ta chọn được hoặc là tùy chỉnh được. Bây giờ tiếp nói về lề, lề của trang thì nó có bốn cái là trái phải trên dưới đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉnh sao? Thì lề nó sẽ là gọi là margin, margin. À, rồi ở đây chúng ta cũng thấy thấy nó có một số cái mẫu sẵn nè. Normal là top là 1 inch, left 1 inch, bottom 1 inch, right 1 inch. Narrow là nó hẹp hơn. Thì khi mà các bạn chọn, các bạn thử chọn nha. Narrow thì nó sẽ hẹp hơn, nó còn 0.5. Đó, thì các bạn thấy là cái lề của nó rất là sát. Được chưa? Đó, lề rất sát. Còn mình có thể chỉnh được không? Được, chọn custom margin. Margins. Rồi, chúng ta thấy nè, đây chúng ta chỉnh là top nè, left nè, bottom, right. Ở đây nó có cái phần gutter. Gutter nó là một cái nó gọi là cái gì ta? Cái mình đóng gáy á. Bình thường mình phải chừa ra đúng không? Cái gáy của một cái bìa hồ sơ đó, thì cái phần gutter là cái phần này. Đó, nếu mà mình cần làm thêm. Đó thì mình có điều chỉnh được. Ví dụ như left mình muốn là 1 đi. Còn right mình muốn là 1. Đó. Rồi mình ok. Thì nó chỉnh đó, left right nó tăng thành 1 nhưng mà bottom là top và bottom thì nó vẫn là 0.5 ha. Rồi. Thì đây là cái phần margin. Cái mà mọi người có thể biết thêm. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về size, orientation và margin rồi. Còn column thì sao? Được chưa? Column có nghĩa là chia cột á. Các bạn xem cái phần mà báo chí các bạn thấy là nhiều khi một đoạn văn nó chia thành hai cột. Ví dụ đơn giản như chúng ta muốn chia hai cột cái đoạn này đi. Thì chúng ta sẽ chọn cái nó. Được chưa? Sau đó chúng ta vào trong phần column. Ở đây nó cũng có sẵn nè, nó cho chúng ta chọn hai hay chọn ba cột, chọn luôn. Nó rất đơn giản như vậy. Thì đây chúng ta muốn cho nó đều thì chúng ta chỉ cần đơn giản này, chúng ta canh nó đều thôi. À, sau đây cái này, đó, đều nè. Rồi nhiều bạn nói có cái đường kẻ ở giữa thì được không? Chứ, thì mình cứ vào trong đây. Nha. Mình sẽ chọn More Custom, More Column, nghĩa là mình phải tinh chỉnh. Ở đây thì nó cho mình những cái mẫu chọn sẵn để cho mình làm nhanh. Nhưng mà nếu mình muốn làm nhiều hơn nhiều hơn nữa đó thì mình phải chọn cái này để nó mở cái hộp thoại lên đúng không? Thì lúc này nó có nè, line between. Rồi thậm chí là nó cho mình cấu hình thêm cái cột cột đầu tiên thì độ rộng bao nhiêu và cái khoảng cách á, khoảng cách giữa cái mỗi cột này nó bao nhiêu. Đó thì nó là 0.5 inch, thấy không? Rồi bây giờ mình chọn thêm cái đường kẻ nữa. Rồi xong. Đó, coi như là cái phần cột cũng xong, rất là đơn giản. Ha. Thì trong video này á, là chúng ta nắm về cái ý tưởng là chúng ta sẽ thực hiện gọi là cấu hình cho cái trang giấy của mình, cho cái khổ giấy của mình, cho cái trang tài liệu của mình. Thì một đó là kích thước của trang là size, hai đó là cái hướng của trang là trang đứng hay trang nằm. Và ở đây tôi cũng có nâng cao cho các bạn một chút là trong một tài liệu chúng ta có thể tạo ra xen kẽ là một số cái tài liệu, một số trang nó có thể là đứng, một số trang nó có thể là nằm được nếu mà chúng ta sử dụng cái page break section nhé. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ để ý tới phần lề, lề của trang margins đúng không? Thì cái phần margin này á, là chúng ta sẽ được cấu hình được hoặc là chúng ta chọn có sẵn thôi. Thường thì nó sẽ chọn cho chúng ta cái mẫu normal này. Cái mẫu nữa rồi, được chưa? Rồi, ok. Thì video này chúng ta sẽ đã khảo sát được cái những cái điều rất là cơ bản trong cái một cái trang tài liệu Word chúng ta cấu hình được. Thì hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các bạn sau này để các bạn có thể thao tác tốt được trong cái trang tài liệu của mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại.